Chợ Tạm Vĩnh Phúc, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Với người tiểu thương này, thực phẩm sạch có nghĩa là đã vượt qua sự kiểm tra của ban quản lý chợ. Tôi mua cái thực phẩm này để bán ở thị trường ở đây thì thường là thực phẩm sạch. Thường vào sạch là được vệ sinh thực phẩm an toàn, chợ đã kiểm tra. Còn với bà Nguyễn Thị Nguyệt, thực phẩm sạch tôi là thói quen mua ở chỗ quen biết từ nhiều năm nay cô mua hàng ở thực phẩm là tin tưởng là người người ta bán hàng và mình ăn mình cảm nhận thấy là nó ngon miệng và sạch sẽ giá cả hợp lý. Chỉ bằng mắt thường, người tiêu dùng khó có thể phân biệt được đâu là thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn. Giữa ma trận đó, dòng sản phẩm hữu cơ nổi lên như một cứu cánh niềm tin của người tiêu dùng. Không thuốc bảo vệ thực vật, không chất bảo quản, không biến đổi gen, thực phẩm hữu cơ đã và đang được nhiều người tin dùng đánh trúng vào tâm lý ấy, rất nhiều cửa hàng hoa quả tại các thành phố đã chuyển sang đầu tư bán sản phẩm rau hữu cơ có giá đắt gấp 3 đến 5 lần so với rau thông thường. Thế nhưng, đây cũng là cái hở để nhiều doanh nghiệp nhập nhèm khái niệm sạch và hữu cơ. Mới đây, hệ thống cửa hàng Mr. Sạch và cửa hàng Imat Linh Đàm đã bị Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và hệ thống đảm bảo rau hữu cơ PGS đình chỉ tư cách thành viên một năm do sử dụng rau theo phương pháp hữu cơ nhưng chưa được chứng nhận. Tuy nhiên có một nghịch lý là ngay cả chứng nhận hữu cơ do PGS cấp lại chưa được pháp luật Việt Nam chứng nhận. Người tiêu dùng đang ngày càng trở nên đơn độc giữa ma trận các thực phẩm gắn mác hữu cơ và thực phẩm sạch. Mình là người tiêu dùng đi mua cũng rất là muốn mua đồ ăn đảm bảo cho gia đình nhưng mà cũng khó khó lựa chọn thật. Thực phẩm bẩn, đội lốt thực phẩm sạch. Còn thực phẩm sạch thì nhập nhèm nguồn gốc hữu cơ và chỉ có người tiêu dùng là bất lợi cả về túi tiền và sức khỏe